Các bạn nuôi vẹt có phải cắt móng chân cho những chú vẹt không? Thì như các bạn biết là để nuôi những chú vẹt này thì mình trả lời là có cần cắt móng chân cho những chú vẹt. Thì tại sao phải cắt móng chân cho những chú vẹt? Như các bạn biết là vẹt thì nó không giống như những cái loài chim khác, mà nó những loài chim hót thì nó chỉ nuôi ở trong lồng thôi. Còn đối với những loài vẹt như thế này thì chúng ta vừa là nhốt trong lồng để cho nó an toàn và nó có một cái nơi ở ổn định. Cái thứ hai thì chúng ta có thể cho ra ngoài chơi và chúng ta có thể cho những chú vẹt lên tay, lên vai và có thể là cho những đứa trẻ chơi. Chính vì vậy thì ở đây thì mình nói là có cần cắt móng chân cho những chú vẹt. Thì cắt móng chân bằng cái phương pháp nào? Thì như các bạn biết là móng chân của những chú vẹt thì nó rất là sắc nhọn. Nó lạ. Cho nên là khi mà chúng ta cắt thì chúng ta sẽ cắt cái phần đầu móng, nó có một chút ở đầu móng này nhọn hoắt. Thì chúng ta dùng thứ nhất là đối với những chú vẹt to, từ cái vẹt xám châu Phi trở lên, Electus, hoặc là những vẹt Macau, thì các bạn nên dùng những chiếc rũa. Các bạn rũa bớt cái móng này cho đỡ nhọn. Thì rũa cũng là rất là đơn giản thôi. Nếu các bạn mà rũa quen thì các bạn có thể là cầm vào cái chân của những chú vẹt này thì nó sẽ quen thôi. Đó, các bạn cầm nhiều thì nó sẽ quen. Ví dụ như các bạn mỗi lần cầm thì các bạn đưa chân để rũa thì nó sẽ cho các bạn rũa. Các con đưa chân đây nào. Còn đối với những chú vẹt nhỏ như thế này thì các bạn sẽ bấm móng chân của người, thì các bạn bấm bớt cái đầu này để cho nó đỡ sắc. Nếu như các bạn nào mà mua một cái cầu chuyên dụng để mài móng thì có thể đậu như thế này. Để các bạn cho chú vẹt đậu, thỉnh thoảng các bạn cho, khi mà móng nó sắc các bạn cho đậu lên thì chỉ trong một ngày hoặc là một vài tiếng là nó đã bớt cái độ sắc đi rồi. Đó. Cho nên là những cái đầu móng sắc này thì bạn nên cắt thường xuyên, là khoảng một tháng một lần, để cho những chú vẹt sẽ có cái móng không sắc, nó sẽ thân thiện. Khi mà chúng ta cho lên tay chúng ta được có cảm giác là khó chịu, đau rát. Nhưng khi mà cắt những móng chân vẹt này thì có cần lưu ý gì không? Thì mình chia sẻ với các bạn là cần lưu ý vấn đề là các bạn không được cắt sâu quá vào tận phía trong, nó có cái lớp thịt, nó sẽ gây là chảy máu. Những cái móng của những chú vẹt này đó, nó sẽ gây chảy máu. Và nếu các bạn cắt sâu quá có thể là mai nó sẽ ở ngoài là chỉ có một cái lớp móng rất là sắc. Còn khi mà các bạn cắt sâu quá thì nó cũng dẫn đến cái việc là bấu hoặc là đậu trên những cầu hoặc là trên tay của các bạn thì nó sẽ không được vững chắc. Nó không vững chắc và khi mà các bạn di chuyển thì nó dễ làm cho chú vẹt không bấu được, dẫn đến rơi xuống. Đó, cho nên trong quá trình mà các bạn cắt những cái móng của chú vẹt này thì các bạn cũng lưu ý là không nên cắt sâu quá. Và cắt vừa phải, bấm một chút ở phía ngoài thôi. Mà khi mà cho lên xe tay mà các bạn vẫn cảm giác thấy là nó hơi có cái một chút sắc. Đó. Còn đối với những loại vẹt to hơn, ví dụ như là vẹt xám, vẹt Electus hoặc là Macau, thì các bạn có thể là cắt có thể bấm là nó nhẵn một chút, nhưng mà nó cũng không sao, bởi vì cái vòng chân của nó rộng, nó sẽ bao toàn bộ cái đầu cầu đậu này. Còn đối với những dòng vẹt nhỏ từ vẹt cực hồng này trở xuống thì các bạn nên là bấm một chút ở phía đầu thôi, để cho chú vẹt trong quá trình bấu đậu này nó sẽ vững chắc, các bạn có thể di chuyển chỗ này chỗ kia thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Thì mình vừa chia sẻ với các bạn một video, đó là có phải cắt bấm móng chân của chú vẹt này không. Thì định kỳ là bao nhiêu? Thì định kỳ các bạn nhớ rằng là một tháng bạn nên bấm một lần, để các bạn không những cho lên tay, các bạn có những lúc các bạn cần cho lên vai thì nó sẽ đỡ gây khó chịu cho chúng ta. Thì mình đã chia sẻ với bạn video này rồi, thì hy vọng là các bạn cũng sẽ
định kỳ bấm bóng cho những chú vẹt này để tạo cái sự thân thiện cho những chú vẹt. Và khi mà chúng ta chơi thì nó đỡ gây cả cảm giác khó chịu, đặc biệt là đối với những trẻ em có những cái lớp da tay rất là mỏng, rất là nhạy cảm, thì chúng ta cần phải cắt định kỳ thường xuyên như vậy. Mình đã chia sẻ video này, hy vọng các bạn sẽ áp dụng cho những chú vẹt nha các bạn. Và mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh Yêu Vẹt & Pets. Thanks for watching and goodbye.